trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại sân Waikato, tầng, cách thành phố Ốc Lân 125 km sẽ là cuộc chiến đầy kịch tính và hứa hẹn mang đến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Đây được đánh giá là đối thủ dễ thở hơn so với nhà đương kim vô địch Mỹ đã thu hút sự chú ý và được đánh giá cao bởi nhiều yếu tố thú vị, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trước trận đấu đội tuyển nữ việt nam đã đón chào sự trở lại của tiền vệ nguyễn thanh nhã người đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân tập điều này rất quan trọng với đội tuyển việt nam để có thêm lựa chọn trong việc hướng đến mục tiêu giành điểm khi đối đầu với bồ đào nha sự trở lại của thanh nhã có thể được xem là rất quan trọng với đội tuyển việt nam khi đối đầu với đội tuyển bồ đào nha thanh nhã là một trong những cầu thủ hàng đầu của đội tuyển nữ việt nam và có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công của đội trong trận đấu này dưới đây là một số lý do để giải thích sự quan trọng của thanh nhã kinh nghiệm và tài năng thanh nhã đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ quốc tế và trong các giải đấu châu á cô ấy là một trong những cầu thủ có tài năng và kỹ thuật xuất sắc trong đội tuyển việt nam khả năng điều chỉnh tốt trong các tình huống khó khăn và khả năng kiểm soát bóng sẽ giúp đội tuyển việt nam duy trì sự cân bằng trong trận đấu với bồ đào nha lãnh đạo và tinh thần đội nhóm thanh nhã đã có nhiều kinh nghiệm đóng vai trò lãnh đạo trong đội tuyển cô ấy có khả năng tạo ra sự đoàn kết và gắn kết cho các thành viên khác trong đội điều này giúp cải thiện tinh thần đồng đội và tinh thần chiến đấu của đội tuyển khả năng ghi bàn và kiến tạo thanh nhã có khả năng ghi bàn và kiến tạo trong các trận đấu điều này là một yếu tố quan trọng để tạo ra các cơ hội ghi bàn cho đội tuyển việt nam và làm tăng cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ mạnh như bồ đào nha kỹ năng phòng ngự không chỉ có khả năng tấn công thanh nhã cũng có kỹ năng phòng ngự đáng kể sự đa năng này sẽ giúp cô ấy tham gia vào cả công và thủ hỗ trợ đội tuyển việt nam kiểm soát trận đấu và ngăn chặn những đợt tấn công nguy hiểm từ đội bồ đào nha tuy nhiên cần lưu ý rằng bóng đá là môn thể thao độc đáo và sự trở lại của một cầu thủ tốt không đảm bảo đội tuyển việt nam sẽ chiến thắng đội tuyển bồ đào nha cũng là một đối thủ mạnh và có những cầu thủ xuất sắc thành công của đội tuyển việt nam trong trận đấu này sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của toàn đội và sự cân nhắc khéo léo của huấn luyện viên trong việc triển khai chiến thuật và xử lý tình huống trong trận đấu quan trọng của trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một trận đấu không dễ dàng khi gặp đường kim vô địch Mỹ và nhận thất bại 0-3. Trận đấu tiếp theo với Bồ Đào Nha trở nên quan trọng hơn bởi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến mục tiêu giành 3 điểm. Sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Thanh Nhã sau khi bình phục chấn thương là một yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự lựa chọn thuận lợi cho trận đấu này. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha là một trận đấu rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup nữ 2023. Sau trận thua đậm 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ trong trận ra quân, đội tuyển Việt Nam cần có một kết quả tốt trước Bồ Đào Nha để giữ hy vọng vào vòng tiếp theo. Thông tin về việc tiền vệ Nguyễn Thanh Nhã đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện là một điểm sáng đáng chú ý cho đội tuyển Việt Nam thanh nhã được coi là cầu thủ rất quan trọng với đội hình và sự trở lại của cô mang lại nhiều sự lựa chọn thuận lợi cho huấn luyện viên mai đức chung ngoài ra các cầu thủ khác như hải yến và dương thị vân cũng đã sẵn sàng cho trận đấu trận đấu giữa đội tuyển việt nam và mỹ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cổ động viên và truyền thông quốc tế báo chí đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển việt nam trong trận ra quân đặc biệt là trong việc hạn chế bàn thua trước đội bóng hàng đầu thế giới như mỹ dù thua không ba nhưng các cô gái áo đỏ đã chơi đáng khen và không bị vỡ trận như dự đoán của nhiều chuyên gia điều này thể hiện sự cạnh tranh và cải thiện đáng kể của đội tuyển nữ việt nam trong những năm gần đây huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ nhiều hơn và đánh giá đúng điểm yếu và mạnh của các cầu thủ để cải thiện trận hiệu đấu sức với Bồ Đào Nha là cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng cao phong độ và thể hiện sự cải thiện sau trận đấu với Mỹ. Dù Bồ Đào Nha không được đánh giá quá cao nhưng đội tuyển này cũng không phải đối thủ dễ chơi. Họ đã giành vé tham dự World Cup nữ 2023 sau khi vượt qua đội tuyển nữ Cameroon ở trận chung kết play-off bảng A. Bồ Đào Nha có một số cầu thủ có kinh nghiệm và khả năng ghi bàn và họ sẽ cạnh tranh quyết liệt với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới. Điều này cho thấy sự quan tâm và hứng thú của khán giả trên toàn thế giới đối với bóng đá nữ và cảm nhận về sự phát triển của đội tuyển nữ Việt Nam đội tuyển nữ việt nam và đội tuyển nữ bồ đào nha đều là những đội tuyển có tiềm năng và đã có những thành tựu đáng kể trong thời gian gần đây hãy cùng phân tích và bình luận về điểm mạnh và điểm yếu của hai đội này đội tuyển nữ việt nam điểm mạnh tinh thần chiến đấu và đoàn kết đội tuyển nữ việt nam thường thể hiện tinh thần chiến đấu cao kiên nhẫn và sự đoàn kết trong lúc thi đấu điều này giúp họ vượt qua những khó khăn và tạo ra những kết quả bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn đội tuyển nữ việt nam nổi tiếng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và sự kiên nhẫn các cầu thủ đã chứng minh khả năng chiến đấu quyết liệt trong nhiều trận đấu quốc tế và điều này sẽ giúp họ tự tin đối mặt với bất kỳ đối thủ nào sự cống hiến và nỗ lực cầu thủ nữ việt nam luôn cống hiến hết mình trên sân cỏ dù đôi khi họ không được đánh giá cao về kỹ thuật và thể lực tinh thần nỗ lực và quyết tâm của họ là một điểm mạnh quan trọng phòng ngự chắc chắn đội tuyển nữ việt nam có khả năng chơi phòng ngự chắc chắn họ có thể tổ chức phòng ngự kín kẽ và từ chối các cơ hội ghi bàn của đối thủ sự phối hợp và ghi bàn đội tuyển nữ việt nam có sự phối hợp tốt giữa các cầu thủ đặc biệt là trong khu vực tấn công huỳnh như và các đồng đội đã thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng và việc tận dụng cơ hội ghi bàn sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ cạnh tranh với bồ đào nha hỗ trợ từ khán giả sự ủng hộ và cổ vũ từ khán giả việt nam có thể trở thành một lợi thế lớn cho đội tuyển nữ trong việc thêm sức mạnh và tinh thần sự tự tin và hưng phấn từ khán giả sẽ giúp đội tuyển nữ việt nam vượt qua áp lực của trận đấu quan trọng này điểm yếu kỹ thuật và tốc độ so với một số đội tuyển nữ khác cầu thủ việt nam có thể còn hạn chế về kỹ thuật cá nhân và tốc độ điều này khiến cho việc duy trì bóng và tiến hành phản công trở nên khó khăn sức mạnh tấn công đội tuyển nữ việt nam có thể cần cải thiện khả năng tấn công và kỹ năng dứt điểm để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn điều này đòi hỏi sự cải tiến trong tập luyện và phát triển các cầu thủ có khả năng tấn công mạnh mẽ kinh nghiệm thi đấu quốc tế đội tuyển nữ việt nam cần nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thi đấu với các đội tuyển quốc tế hàng đầu để nắm bắt tốt hơn về lối chơi và tăng cường chiến thuật đối đầu với đội có đẳng cấp cao bồ đào nha đang đứng ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng fifa so với việt nam điều này cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đây là một thách thức lớn cho đội tuyển nữ việt nam trong việc cạnh tranh với đội bóng chất lượng cao này khả năng phòng ngự và ổn định tâm lý trong việc đối đầu với các đối thủ mạnh khả năng phòng ngự và duy trì tâm lý ổn định trong suốt trận đấu là điểm quan trọng cần được cải thiện việc duy trì tập trung và không để mất điểm trong những thời điểm quan trọng của trận đấu là yếu tố quyết định đội tuyển nữ bồ đào nha điểm mạnh kỹ thuật và tốc độ đội tuyển nữ bồ đào nha có những cầu thủ kỹ thuật và nhanh nhẹn giúp họ tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm và khó lường cho đối thủ kinh nghiệm và chất lượng cầu thủ bồ đào nha có một số cầu thủ chơi ở các giải đấu hàng đầu châu âu như ngoại hạng anh giúp họ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ kỹ năng chơi bóng và kiến tạo đội tuyển nữ bồ đào nha thường thể hiện khả năng chơi bóng tốt và có nhiều cầu thủ biết tạo ra những đường kiến tạo nguy hiểm điểm yếu phòng ngự chưa ổn định bồ đào nha có thể gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự đặc biệt khi đối đầu với những đội có lối tấn công mạnh mẽ thể lực và sức bền một số cầu thủ bồ đào nha có thể gặp khó khăn về thể lực và sức bền trong trận đấu kéo dài điều này ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu của họ đội hình chưa đồng đều bồ đào nha có một số vị trí thi đấu còn thiếu sự lựa chọn đồng đều điều này ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong chiến thuật của đội tóm lại cả đội tuyển nữ việt nam và bồ đào nha đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng để phát triển và tiến bộ cả hai đội cần tập trung vào khai thác và cải thiện những khía cạnh này thông qua tập luyện, trận đấu và trao đổi kinh nghiệm với các đội tuyển khác. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đang sở hữu nhiều cầu thủ đạt độ chính của sự nghiệp là một điểm mạnh đáng chú ý của họ. Sự chín chắn và kinh nghiệm của các cầu thủ này có thể là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha cạnh tranh mạnh mẽ trong các giải đấu quốc tế. Dưới đây là một số điểm cụ thể để phân tích và bình luận về yếu tố này kinh nghiệm quốc tế, những cầu thủ đã đạt độ chính của sự nghiệp thường đã có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế và các giải đấu cấp cao khác. Điều này giúp họ quen thuộc với nhiệt độ và áp lực của các trận đấu quốc tế, từ đó tạo sự tự tin và ổn định trong phong độ thi đấu. Kỹ năng và tài năng Các cầu thủ đã đạt độ chính thường có kỹ năng và tài năng bóng đá vượt trội họ đã trải qua quá trình phát triển và rèn luyện kỹ lưỡng từ khi còn trẻ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp điều này giúp họ góp phần làm nên sự chất lượng và khả năng cạnh tranh của đội tuyển bồ đào nha sự đa dạng và tư duy chiến thuật các cầu thủ đã đạt độ chính thường có kiến thức chiến thuật phong phú và khả năng thích nghi linh hoạt với các tình huống khác nhau trong trận đấu họ có khả năng đọc trận đấu và thực hiện những quyết định tốt trong tình huống căng thẳng điều này giúp nâng cao hiệu quả chơi bóng của đội sự ổn định và thái độ chuyên nghiệp đạt độ chính của sự nghiệp cũng thể hiện sự ổn định về phong độ và thái độ chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp cầu thủ sự hướng tới mục tiêu cam kết và kiên nhẫn là những phẩm chất quan trọng giúp các cầu thủ duy trì sự nghiệp ổn định và góp phần làm mạnh đội tuyển bồ đào nha tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là bóng đá là môn thể thao không thể đoán trước hoàn toàn mặc dù đội tuyển nữ bồ đào nha có những cầu thủ có kinh nghiệm và đạt độ chính của sự nghiệp thắng thua trong mỗi trận đấu vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình thể lực tâm lý sự chuẩn bị và phong độ của đối thủ cũng như các quyết định của huấn luyện viên tóm lại trận đấu giữa đội tuyển nữ việt nam và đội tuyển nữ bồ đào nha hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc mạnh mẽ và trận đấu hấp dẫn Đội tuyển nữ Việt Nam cần tận dụng hết cơ hội và cải thiện những yếu điểm để cạnh tranh tốt nhất với đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu sắp tới. Sự tự tin, kiên nhẫn và sự hỗ trợ từ khán giả sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt nhất có thể. Caron Costa thực sự là một người hùng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha khi cô ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trên chấm 11m giúp đội tuyển giành chiến thắng 2 một trước Cameroon trong trận playoff để giành vé tham dự World Cup nữ 2023. Bàn thắng quan trọng này không chỉ đảm bảo sự hiện diện của Bồ Đào Nha tại World Cup mà còn là một minh chứng cho tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của Caron Costa. Dưới đây là một số điểm phân tích và bình luận về Caron Costa và bàn thắng quyết định của cô. Tinh thần chiến đấu và quyết tâm, bàn thắng ở phút bù giờ của Caron Costa cho thấy cô có tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao. Trong những phút cuối cùng của trận đấu quan trọng, cô không chùn bước mà tận dụng cơ hội để mang về chiến thắng cho đội tuyển. Nỗ lực và bản lĩnh trên chấm 11M, xúc phạt 11M là một trong những tình huống đầy áp lực và không phải cầu thủ nào cũng đảm bảo thành công. Caron Costa đã thể hiện sự bình tĩnh và nỗ lực tuyệt vời khi đưa bóng vào lưới, chinh phục thủ môn Cameroon và mang về chiến thắng cho đội tuyển. Đóng góp quan trọng cho thành công của đội tuyển. Caron Costa không chỉ ghi bàn quyết định mà còn đóng góp quan trọng trong hệ thống phòng ngự và tấn công của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cô là một trong những cầu thủ trụ cột và có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự cân bằng và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Tiền đề cho thành công tại World Cup, chiến thắng trong trận play-off với màn trình diễn ấn tượng của Caron Costa là một tiền đề quan trọng cho thành công của Bồ Đào Nha tại World Cup Nữ 2023. Đội tuyển đã cho thấy họ có thể đối đầu và vượt qua những thử thách khó khăn để tiến tới giải đấu lớn nhất thế giới và cô ấy đã đóng góp quan trọng vào điều đó. Tóm lại, Caron Costa là một cầu thủ vô cùng quan trọng và có vai trò người hùng trong việc giúp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha giành vé tham dự World Cup nữ 2023. Tinh thần chiến đấu, bản lĩnh và đóng góp của cô là yếu tố quan trọng để đội tuyển có thể tiến xa trong giải đấu danh giá này. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha hiện đang sở hữu nhiều cầu thủ đạt độ chính của sự nghiệp và phần lớn họ đều khoác áo câu lạc bộ Benfica. Điều này cho thấy họ có sự hiểu biết lẫn nhau vô cùng quan trọng. Sự linh hoạt trong cách triển khai sơ đồ của huấn luyện viên Francisco Neto cũng là điểm mạnh đáng kể của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Tùy thuộc vào đối thủ, họ có thể chuyển đổi giữa sơ đồ 4, 4, 2 và 4, 3, 3 một cách linh hoạt và hiệu quả điều này cho phép họ tối ưu hóa lối chơi tấn công cũng như tổ chức phòng ngự sao cho phù hợp với từng trận đấu cụ thể về phương diện tấn công đội tuyển nữ bồ đào nha có phong cách giữ bóng thông minh và liên tục chạy chỗ để tạo khoảng trống ở phần sân đối thủ hàng công của họ gắn kết nhờ sự hiện diện của nhiều cầu thủ chơi trong màu áo benfica giúp họ có khả năng tấn công đa dạng và đáng gờm đội hình của họ cũng sở hữu nhiều kỹ thuật cá nhân tốt và tỷ lệ chiến thắng trong các tình huống đấu tay đôi cao một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển nữ bồ đào nha là thủ thành patricia morai với khả năng phát triển bóng từ sân nhà xuất sắc cô đã trở thành lựa chọn số một của huấn luyện viên francisco neto trong những trận đấu quan trọng sự tự tin và chắc chắn của cô trong khung thành là yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì sự ổn định phòng ngự hàng công của đội tuyển nữ bồ đào nha cũng đáng để chú ý với phong cách giữ bóng thông minh và chạy chỗ linh hoạt họ tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương bằng sự chuyển động và sự kết nối hiệu quả giữa các cầu thủ đặc biệt việc có nhiều cầu thủ đang chơi ở câu lạc bộ benfica giúp hàng công của bồ đào nha trở nên gắn kết và hiệu quả hơn điểm mạnh khác của đội tuyển nữ bồ đào nha là khả năng tạo ra sự vượt trội về quân số khi tấn công họ thông minh trong việc tận dụng không gian và tạo ra sự sống động trên các cánh sự kết hợp giữa các tiền vệ tấn công và các hậu vệ biên là điểm đặc biệt của đội bóng này giúp họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương nhìn chung đội tuyển nữ bồ đào nha đang thể hiện một sự cải thiện đáng kể và có nhiều yếu tố sẵn sàng giúp họ tạo ra bất ngờ trong giải đấu này trận đấu giữa việt nam và bồ đào nha sẽ là cuộc chiến đầy kịch tính và hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ